Xin chào các bạn, Moon đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay Mr. Lộc TV sẽ nói về điều gì? Mr. sẽ nói về chủ đề khám phá sự yến chùa Hương và mùa hoa sớm nở. Sự yến chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội từ lâu đã nức tiếng xa gần là một ngôi chùa linh thiêng và có cảnh sắc tuyệt đẹp. Nào chúng ta cùng xem bộ siêu tập ảnh của Mr. Lộc TV. Nào xin mời bạn nhấn subscribe ủng hộ kênh chúng tôi. Những ngày này, ngoài lễ hội tháng riêng lớn nhất trong năm thì ngày càng có nhiều khách du lịch tìm đến chùa Hương để trải nghiệm cảnh đẹp và cuộc sống bình yên bên dòng suối Yến. Chùa Hương là cách mà dân gian vẫn quen dùng để nói chung về một quần thể thắng cảnh, di tích văn hóa tín ngưỡng, bao gồm hàng chục di tích chùa, đền nằm giữa vùng núi non. Sông nước thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức từ bến vực khách lên thuyền bồng bềnh trên dòng suối Yến, đi vào bến Thiên Trù. Thỉnh thoảng lại gặp những nhánh rễ tỏa ra như hình dáng đuôi một con chim yến đang xòe rộng hướng về phía chân núi, theo lời những người lái đò. Không gian suối Yến bốn mùa đều nở hoa như muốn níu chân du khách. Tháng 3 hoa gạo đỏ rực trên những sườn núi, tháng 6 sen hồng thơm ngát mặt nước. Tháng 10 hoa sớm nhuộm hồng những buổi bình minh, khách du lịch đến chùa Hương mùa thu này sẽ được cảm nhận không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp và nếp sống giản dị, bình yên. Thuyền đò vắng người, không có cảnh chen lấn, xô đẩy, chờ đợi, ồn ào, khung cảnh thư thái và tĩnh tâm, rất hợp với những chuyến đi giải tỏa căng thẳng, áp lực tìm về chốn thở thiền. Mùa hoa xuống nơi đây còn làm nức lòng biết bao thiếu nữ mặc áo dài thướt tha say sưa chụp hình hai bên suối. Những cây cầu tre của nhà dân mọc lên để hỗ trợ du khách có thể săn được nhiều góc ảnh đẹp suối Yến. Chùa Hương tháng 11 được ví như mùa hoa nước nở bởi một màu hồng tím dọc hai bên suối đã làm siêu lòng bao lữ khách. Hoa xuống không nở thành một cụm chen chúc nhau mà rải rác điểm suốt. Những nở trên mặt nước, khắp dòng suối đâu đâu cũng thấp thoáng dáng hoa. Đây là loài hoa tránh nắng, chỉ nở vào buổi sáng, khi nắng lên, hoa cụp lại. Cho nên du khách muốn chiêm ngưỡng hoa thì phải đến với suối Yến từ sáng sớm, khoảng 6 đến 8 giờ sáng, để vừa tận hưởng không khí mát mẻ, ngắm đồng lúa trong sương mờ từ sáng sớm. Mình chúc các bạn hành trình du lịch của mình thật là thú vị khi đến suối Yến chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chúc các bạn khám phá nhiều cảnh đẹp hơn nhé. Của tác giả Mr. Lộc TV siêu tầm, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mr. CV, that's us.